Hai, xin chào cả nhà nhé. Hôm nay gà mình nở được 3 ngày rồi. Hôm nay mình sẽ xuống ổ gà. Lúc này là 11 giờ mấy trưa rồi. Giờ là nước đang lớn đó. Quan điểm của mình là nước lớn là mình sẽ xuống ổ gà, là con gà nó sẽ khỏe hơn nha mọi người. Đây là mấy con gà của mình nè, gà mình đổ ra nha cả nhà nha. Đó, đây là gà con lên, gà con được 6 tháng hôm bữa mình có quay cho mọi người xem đó. Đây, đây là con em của nó nè mọi người. Đây là con mẹ của nó nè mọi người, đó, con mẹ đó. Đây là con gà nọc của mình, gà nọc gà già của mình đó. Đó, con mái nữa. Rồi đây là ổ gà mình chuẩn bị xuống nè mọi người. Đó, cái ổ gà của mình chuẩn bị xuống, được 7 trứng, nở được 7 con. Đây, mình sẽ chuẩn bị cái lồng sẵn nè, lồng sẵn để mình xuống mình cho nó qua. Đó, còn đây là một cái ô chuồng mình chuẩn bị. Đây là cái bầy gà con của nó nè mọi người, bầy gà con lúc mình có quay cho mọi người xem á. Đó, đây, bầy gà con hôm nay được trồng cái này nè. Đó, hôm nay mình cho xuống đất rồi. Đây là mọi người, đó, làm cho xuống đất được mấy ngày rồi. Này được hơn tháng tuổi nha mọi người nha. Cỡ một tháng à, một tháng này trống nè. Mình cho nó xuống đất rồi đó. Đó, đây nè, đây là cái chuồng mình chuẩn bị cho mình xuống bầy gà con đó mọi người. Mình chưa cho ăn nha mọi người nha, mình chuẩn bị nước thôi đó, cho nó uống nước thôi. Mình lót cái miếng nệm như này cho nó êm chân, cho nó đừng có bị dính chân mất móng nữa mọi người. Gà còn nhỏ mình phải lót cho nó nha. Đó, đây là chuồng của nó. Còn đây là cái lưới gà trước. Lưới gà này được hôm nay nữa là được 20 ngày rồi mọi người nha. 20 ngày. Đó, cái lưới gà 6 con của mình đó. Đó. Đây. Đó, gà mình đó. Đây con gà nọc mình là mọi người. Gà nọc mình. Gà này mình vừa đi đánh mà mình vừa để cản mái luôn. Đó kìa. Đó. Hai con mái của mình đó. Con mái này thì đang ấp. Mái này đang ấp được 5 ngày rồi. Đây ổ của nó nè mọi người. Đây ổ của nó đây. 5 ngày rồi. Gà rừng này nó đẻ ít lắm nha mọi người nha. Chứ nó không đẻ nhiều đâu. 6-7 trứng à là hết rồi. Không như gà tre. Đó. Bài gà đi ăn thấy thương không? Đó, nó đi tùm lum. Thấy không? Đó, nó chạy tùm lum hết trơn, thấy chưa? Đó, đi ăn phải ru. Nó đi ăn xong chiều mình lại bắt vô. Đó, bây giờ mình sẽ xuống ổ gà nha mọi người nha. Đây, mẹ ở đây, giờ mình mở chỗ cho nó xuống. Đây, gà con nó còn yếu lắm. Con đây, đây 6 con. Chưa có 6 con rồi mọi người ơi. Đây con mẹ nó đây mọi người, con mẹ đây. Bây giờ mình sẽ cầm đi cho nó vô, thì mẹ nó sẽ theo thôi. Đây, cho nó vô. Đây, mình thả nó vô nha mọi người nha. Nó vô, gà còn yếu lắm, mới nở. Có mấy con mới nở hồi sáng sớm hay sao. Chưa cho ăn đâu mọi người. Gà con này là chưa cho ăn. Còn rất là nhỏ. Đó. Đó, 6 con. Đó, bây giờ mình sẽ bắt con mẹ mình cho nó vô. Mẹ nó rồi. Còn là con mẹ mình không biết luôn. Phải quá. Đây, vô. Đúng rồi, nó nè. Vô ủ con mà đi. Đó mọi người. Cho nó ủ. Anh kia còn yếu lắm. Đây, còn cái bầy
Dạ, bữa mình có quay cho mọi người xem nè. Đó, cái bầy gà 8 con nè mọi người. Đó, hôm nay mình cho nó xuống nè. Đó, thấy chưa? Chống ra chống máy ra máy hết rồi. Đó. 8 con. Vẫn đủ 8 con nha mọi người. Rồi giờ mình sẽ vô vaccine cho gà 3 ngày tuổi với lại 21 ngày tuổi của mình nha cả nhà. Đây. Đây gà mình mới xuống ổ nè. Đó, cái bài này nè. Đó là mình sẽ vô vaccine. Vô vaccine Lasota. Rồi cái thằng này là bài này là 21 ngày tuổi. Mình cũng sẽ vô Lasota ngay bây giờ luôn. Rồi. Đây là Lasota nha mọi người, Lasota chịu nhiệt nha. Đó, bây giờ là mình sẽ nhỏ cho gà 3 ngày tuổi với lại 21 ngày tuổi của mình nha mọi người. Nhỏ mắt, mũi và miệng nha mọi người. Đó, đây là Lasota, mọi người nhìn kỹ đi ha. Lasota. Mình nuôi gà con mình chỉ xài cái thứ này thôi, với lại là vitamin thôi nha mọi người. Đây. Giờ mình sẽ bắt nó ra. Mình sẽ nhỏ vaccine cho nó. Đây là gà con 3 ngày tuổi của mình nha mọi người, vừa xuống ổ nha mọi người. Bây giờ mình sẽ nhỏ Lasota cho nó, Lasota chịu nhiệt, nhỏ cho nó và đồng thời sẽ cho nó uống vitamin bổ sung thêm. Ở đây mọi người nhé. Đây, bây giờ mình sẽ nhỏ cho nó. Đây nhé. Mọi người cầm như vậy. Rồi, nhỏ vô nha mọi người. Mắt, mũi và miệng nha mọi người. Đó, rồi xong. Trả vô. Đây tiếp. Đây là gà rừng F2 của mình nha mọi người nha. F2. Mở tiền sau không trả vô. Mình nhỏ vô nó, mình nhỏ xong rồi nó tự hít đi nha mọi người nhé. Nhỏ vô nó mũi xong rồi nó thở, nó tự hít, nó nuốt rồi hết rồi. Mắt, mũi và miệng nha mọi người. Đây, miệng đây. Mắt mỗi bên một giọt, mũi mỗi bên một giọt, miệng một giọt nha mọi người. Đây xong. Mắt cái mũi người nha. Đó, nhỏ vô. Đó, tiếp tục. Mình sẽ cầm ngửa con gà lên nha mọi người. Mình sẽ cầm ngửa con gà lên mình sẽ dễ làm hơn. Rồi, vô. Mình sẽ bắt riêng ra nha mọi người. Bắt riêng ra mình nhỏ xong mình cho vô để khỏi phải lẫn lộn. Nó hết chưa hết à? Đây mắt rồi, mũi đây, mình nhỏ xong rồi nó thở, nó hết chưa hết, nuốt hết, đây, miệng đây, đó, xong, chạy vô,
chịu khó là mình làm vaccine 2 lần nha mọi người nha. Một lần 3 ngày tuổi và một lần 21 ngày tuổi. Lasota chịu nhiệt, rất là đơn giản. Có 5 ngàn một lọ thôi mọi người. Mua ở mấy tiệm thú y á mọi người. 5 ngàn một lọ. Con gà nó bị sát trứng rồi mọi người. Con gà này lúc nở ra nó bị sát trứng, nó hơi yếu gà. Mình tầm tuổi này nó tập một ngày mình ăn mối 2 lần nha mọi người. Ăn ổ mối á, mình đập cho nó ăn 2 lần ngày. Rồi xong. Bây giờ tiếp theo cái bầy gà 21 ngày tuổi của mình nha mọi người. Đây. 21 ngày tuổi của mình đây. Nó giờ mình cũng nhỏ giống vậy luôn nha mọi người. Cũng mắt mũi miệng luôn. Mắt đây. Mũi đây. Cũng nhỏ như vậy. Mình nhỏ xong mình để chờ nó thở ra nó nuốt vô đi, mình ẩn cho nó vô nha mọi người. Đó, xong. Một con. Để vô đây. Đây. Mọi người nhỏ xong rồi mọi người nhớ chờ cho nó nuốt hết rồi mọi người hẳn buông ra nha mọi người nha. Cầm ngửa gai lên. Nhỏ vô. Hết chưa? Hết chưa? Mùa này gió mọi người, mình nuôi gà cẩn thận ha. Nó dễ bị bệnh lắm. Gà tre nha mọi người, gà tre là bỏ trứng vô chứ không phải là gà đình của mình nha. Gà tre. Rồi xong. Vậy là xong rồi đó mọi người. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đặt mối cho nó ăn nha mọi người. Đây mọi người, đây là ổ mối mình lấy trên rừng về mọi người. Đó. Giờ mình sẽ đập ra cho tụi nó ăn.
thì để đây mối này, mối nhiều nhất là mình thấy không? Đó mối nhiều lắm. Nàng khiếp lắm. Đây là 7-8 con của mình là trước clip trước mình sẽ quay cho mọi người coi đó mọi người. Đây mọi người coi mối nè. Đó mối đó. Hàng say mê luôn. Còn đây, đây là cái ổ gà. Đây. Đang ăn. Ăn mối nó ghiền lắm mọi người. Gà nó ăn được con mối thì nó khỏe lắm. Dạ con 3 ngày tuổi mà cũng biết ăn hết rồi mọi người nha. Đây là con máy của mình đang ấp. Đây là mã máy mình đang ấp 7 trứng mọi người. Đây là con gà bậy chung của nó. Gà con. Đây là gà cha. Gà cha nè mọi người. Đây là gà con nữa nè. Con. Cha lại cự mạnh lắm rồi. Thôi mình xin dừng video qua đây cho mọi người nha. Rồi chúc mọi người một ngày vui vẻ nha. Rồi bye bye mọi người.